Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Galewatt. Các bạn thân mến, nhắc đến những chiếc đồng hồ thanh lịch dành cho những quý ông thành đạt thì chúng ta không thể không kể đến những thương hiệu của Thụy Sĩ với thiết kế đậm chất cổ điển của châu Âu, cùng với đó là chất lượng cực kỳ ấn tượng của những sản phẩm đạt tiêu chuẩn Swissmade. Và ngày hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn một chiếc đồng hồ thanh lịch có thiết kế vô cùng tinh tế và cuốn hút đến từ thương hiệu nổi tiếng Hermès Borel. Chiếc đồng hồ mà chúng ta cùng nhau khám phá trong video ngày hôm nay đến từ bộ sưu tập đồng hồ đôi Cosmic nổi tiếng của Hermès Borel với những thiết kế cổ điển đậm chất châu Âu. Đầu tiên chúng ta phải nhắc đến họa tiết vân Guloche khắc trên mặt số. Đây là dạng vân sóng có độ hoàn thiện rất cao. Bên cạnh đó thì một chi tiết cực kỳ đắt giá khác của chiếc đồng hồ này chính là 12 viên kim cương tự nhiên được đính ở các mốc giờ. Sự cổ điển của mặt số khắc vân hòa hợp với sự sang trọng của 12 mốc giờ đính kim cương này tạo nên một tổng thể mặt số tinh tế đến từng chi tiết. Để làm tăng thêm vẻ đẹp cho mặt số và không phá vỡ sự hài hòa của mặt số khắc vân sóng thanh lịch thì kim dây cũng như ô lịch trên chiếc Hermès Borel này đã được lược bỏ. Bộ kim giờ phút còn lại cũng được làm mảnh và tối giản để phần mặt số được tỏa sáng rực rỡ nhất. Bao quanh mặt số là lớp vỏ làm từ thép không gỉ 316L đạt tiêu chuẩn y tế châu Âu, không gây kích ứng da cho người đeo. Ngoài ra, mỗi đồng hồ này của Hermès Borel đi kèm dây đeo kim loại mắt nhỏ với mỗi hàng có 9 mắt xích, khi đeo sẽ cho cảm giác ôm tay dễ chịu hơn so với những bộ dây kim loại đúc đặc mắt xích to thông thường. Để tổng thể thiết kế tăng thêm nét thanh lịch và vẻ sang trọng, một số chi tiết tinh tế trên đồng hồ được mạ ion vàng hồng quyến rũ như phần viền của lớp vỏ, phần bao quanh mốc giờ đính kim cương, bộ kim đến những mắt nhỏ trên dây đeo. Núm vằn của đồng hồ cũng được làm nhỏ hơn thông thường và cũng mạ vàng đồng bộ với viền đồng hồ, một chi tiết nhỏ nhưng cho thấy sự tỉ mỉ và độ hoàn thiện rất cao của những sản phẩm đạt tiêu chuẩn Swissmade. Trái tim của chiếc Hermès Borel này là bộ máy quát đến từ Thụy Sĩ. Với việc sở hữu máy quát thì chiếc đồng hồ của bạn không chỉ đảm bảo độ chính xác về thời gian mà còn sở hữu độ mỏng ấn tượng. Và với những quý ông hay mặc suit, đặc biệt là khi đi cùng những mẫu áo sơ mi có cổ tay cứng thì một chiếc đồng hồ mỏng nhẹ sẽ là một sự lựa chọn cực kỳ hoàn hảo. Mặt kính sapphire nguyên khối cao cấp cũng được Hermès Borel sử dụng giúp tăng khả năng chống xước vượt trội hơn hẳn so với loại kính cứng thông thường. Tổng kết lại thì đại diện đến từ bộ sưu tập Cosmic của Hermès Borel này sẽ là một món phụ kiện làm hài lòng bất cứ quý ông thanh lịch nào. Không chỉ sở hữu thiết kế sang trọng nhờ mặt số đánh vân tinh tế cùng 12 mốc giờ đính kim cương tự nhiên, chiếc đồng hồ này còn được hoàn thiện rất tốt với tiêu chuẩn Swissmade hàng đầu Thụy Sĩ. Đây hứa hẹn sẽ là điểm nhấn đắt giá cho những bộ âu phục lịch lãm của đấng mài râu trong các sự kiện hay buổi tiệc yêu cầu sự sang trọng. Vừa rồi là những đánh giá chi tiết về mẫu đồng hồ thanh lịch nằm trong bộ sưu tập Cosmic cao cấp của thương hiệu Hermès Borel. Link chi tiết về sản phẩm này chúng tôi cũng đã để ở phía bên dưới để các bạn có thể tiện theo dõi cũng như là đặt hàng. Và cuối cùng, các bạn nghĩ sao về thương hiệu Hermès Borel cũng như là mẫu đồng hồ mới này? Hãy để lại thật nhiều những bình luận ở phía bên dưới và chúng tôi sẽ cùng thảo luận với các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.